Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ bơm nước liền van hàng nhiệt cho dòng xe Volkswagen Beetle, phiên bản Volkswagen Beetle từ 2015 đến 2020. Bộ bơm nước được công ty nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được sản xuất bởi thương hiệu OEM là hãng Viper. Bộ bơm nước gồm hai phần: phần bơm nước, đây là bơm nước, phần bơm nước và phần ống gồm van hàng nhiệt. Đây, hãng Viper. Viper là một thương hiệu OEM chuyên sản xuất các hệ thống điện cũng như các hệ thống về giải nhiệt động cơ cho các dòng xe Đức cũng như các dòng xe Mỹ. Với chất lượng rất cao theo tiêu chuẩn OEM, tương đương với chất lượng chính hãng. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng thay thế cho các dòng xe Volkswagen cũng như các dòng xe Đức và các dòng xe châu Âu, xe Mỹ, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng chúng tôi để được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.